Khi những cái nốt mụn nó xuất hiện ở má bên phải thì điều đó tương ứng với phổi của chúng ta đang gặp vấn đề. Nguyên nhân bởi các cái chứng bệnh dị ứng, chứng suy liệt, hô hấp và hút thuốc. Vậy thì chúng ta cần phải giải quyết nó như thế nào? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của tôi. Tôi là Trung Hùng Cường. Hôm nay ở trong cái video này, Cường sẽ giúp cho các bạn nhận biết về sức khỏe của mình thông qua những vị trí mà mụn xuất hiện. Các bạn có biết, người Trung Quốc nói rằng khuôn mặt giống như cánh cửa sổ, phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta. Trán, lông mày, má, mũi, cằm, tất cả những vùng này đều biểu thị những vấn đề thực sự bên trong của cơ thể chúng ta. Giờ Cường sẽ giúp cho các bạn hiểu được những nguyên tắc căn bản để những lần sau khi mụn xuất hiện ở những vùng này, bạn sẽ biết mình thực sự cần phải làm gì. Nói lên điều gì về sức khỏe của bạn? Phần trán sát chân tóc liên quan trực tiếp đến hệ tiêu hóa, viêm ruột già, táo bón và các bệnh liên quan sẽ xảy ra nếu như bạn hấp thu một lượng lớn đồ ăn nhanh, giàu đạm và nghèo chất xơ, khiến cơ thể tích tụ một lượng lớn độc tố và chất béo. Giải pháp là tích cực ăn và uống các chất chống oxy hóa như trà xanh, nước chanh cùng các loại quả mọng. Phần trán gần lông mày, theo y học Trung Quốc thì đây là phần liên hệ trực tiếp tới tâm trí và tinh thần. Nếu bạn nổi mụn ở khu vực này thì có thể là do bạn thiếu ngủ, căng thẳng thần kinh, trầm cảm, lưu thông máu kém, vân vân. Để khắc phục, hãy cố gắng đi ngủ sớm, tốt nhất trước 11 giờ. Và tìm cách để giải tỏa căng thẳng thần kinh, ví như ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, xem những bộ phim mình yêu thích, ngồi thiền hoặc đi tới spa cùng bạn bè. Tiếp theo, mũi phản ánh trái tim của bạn, nó cho thấy bạn đang gặp vấn đề về áp suất lưu thông máu và căng thẳng quá mức. Một lần nữa tôi khuyên bạn nên thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Mình nghe nói dùng liệu pháp mua sắm rất hiệu quả trong vấn đề này, đùa thôi, không hẳn là vậy đâu. Cánh cửa dẫn đến gan nằm giữa đôi lông mày của bạn, nó xuất hiện khi chế độ ăn của bạn nhiều chất béo hay bạn uống quá nhiều đồ uống có cồn. Vì vậy giải pháp cũng khá đơn giản thôi, nên bạn hẳn đã biết mình phải làm gì rồi, hoặc ngược lại không nên làm gì. Tiếp nữa, khi những nốt mụn sưng tấy trên đôi tai của bạn thì đó là lúc thận của bạn đang bị tổn thương. Bệnh về thận thường do không uống đủ nước và dung nạp quá nhiều muối cùng chất caffeine. Hãy uống thật nhiều nước trong ngày, cắt giảm lượng muối và caffeine. Thêm vào đó là lọc sạch thận là mụn trên tai của bạn sẽ tự biến mất. Má bên phải tương ứng với lá phổi, nguyên nhân bởi các chứng bệnh dị ứng, chứng suy liệt hô hấp và hút thuốc. Do đó, bạn cần sát sao hơn tới hệ thống hô hấp của mình, cùng với đó là bỏ thuốc hoặc tránh xa những khu vực hút thuốc, khu vực quanh miệng và vùng trung tâm của cằm. Cảnh báo các vấn đề về ruột non và dạ dày, mụn ở đây cho thấy bạn đã ăn quá nhiều thức ăn nhanh, giàu chất béo và đạm, hoặc có thể do táo bón gây nên. Điều đầu tiên mà bạn cần làm là cố gắng ăn thật nhiều thực phẩm, nhiều chất xơ, ví như các loại rau, các loại quả và ngũ cốc. Cuối cùng, phần ngoài của cằm liên hệ đến các cơ quan sinh sản và thận, nó cho thấy vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt hay sự mất cân bằng về hormone hoặc do thận đang phải làm việc quá tải. Điều này thường thấy ở những người đang phải chịu ảnh hưởng căng thẳng thần kinh trầm trọng. Vậy nên điều cần là phải làm đầu tiên đó là thư giãn. Kiến thức về y học cổ truyền Trung Quốc thật sự còn nhiều hơn thế, và những gì mình vừa nói chỉ là những điều cơ bản nhất. Hãy nhớ, vẻ đẹp nằm cả ngoài lẫn trong cơ thể của bạn. Hãy luôn luôn quan tâm chăm sóc đến tình trạng sức khỏe bên trong để gìn giữ bảo vệ cho chính vẻ đẹp bên ngoài cơ thể của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này của Cường. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về mụn hoặc biết ai đó đang gặp những vấn đề tương tự, hãy chia sẻ cái video này tới cho họ và liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại 0975596563 để Cường có thể tư vấn giúp cho bạn. Và trong quá trình làm video, Cường còn điểm gì chưa tốt? Rất mong muốn các bạn sẽ comment đóng góp những ý kiến giúp cho Cường để Cường có thể hoàn thiện bản thân mình hơn và sẽ có những video chia sẻ hay hơn. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã theo dõi cái video này của Cường. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.